Chào các bạn. Bây giờ là 12 giờ 42 phút thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021. Tức là ngày mùng 19 tháng 8 năm Tân Sửu các bạn ạ. Mấy hôm trước mình đã rắc phân và tỉa nhẹ một chút vải Thanh Hà này. Hôm nọ còn đỏ, hôm nay đã xả nhanh thế. Chính là thời tiết của mùa thu này rất thuận lợi cho vải ra lộc và thành thục lộc rất là nhanh. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là chúng ta khoanh vải khi màu lá như thế nào, thời gian nào là phù hợp. Về vấn đề làm lộc vải, thì thời gian chúng ta bắt đầu làm lộc vải của vải u hồng thì chúng ta đã qua rồi. Mấy cái vải u hồng nhà mình bây giờ ra lá đã ra dài rồi, chuẩn bị ban rồi. Còn vải Thanh Hà là bây giờ chúng ta cũng đang phải làm và đã làm rồi. Các bạn ở các tỉnh vùng thấp, các bạn phải làm rồi, các xã vùng thấp phải làm rồi. Còn mình bây giờ cũng phải đã làm rồi. Bây giờ làm là, còn từ mình trở đi các bạn bây giờ bắt đầu phải tiến hành làm đi. Còn vải thiêu, như thời điểm này là chúng ta cách lập đông khoảng 4-3 ngày. Là chúng ta đang thời gian giữa đông. Thì các bạn vùng thấp cũng bắt đầu chúng ta phải làm. Còn mình thì vẫn theo kế hoạch từ mùng 5 đến 15 tháng 10 thì mình làm. Thì bây giờ mình sẽ nói về khoanh vải. Nếu như bây giờ là vải u hồng các bạn mà chưa làm lộc mới thì chúng ta không nên làm nữa. Chúng ta đợi khi nào lộc nó già chắc thì chúng ta khoanh thôi. Thậm chí lộc nó hơi nhú một chút đầu đây này, nhú một phân hai phân chúng ta khoanh vẫn được. Đấy. Nếu như vải u hồng chúng ta mà nhú rồi nhá thì không nói, nhưng mà chưa nhú thì chúng ta cũng nên khoanh thôi, không nên để nữa. Còn chúng ta khoanh những cây vải mà lộc già như này thì tỷ lệ ra hoa rất là đẹp, hoa rất dài, nhưng sau này quả của nó là nó không được sai trùng cục. Tuy nhiên về vải u hồng, chúng ta khoanh lộc già chắc bánh tẻ thì đảm bảo tỷ lệ không bị chết. Còn chúng ta khoanh lộc hơi vàng này là thậm chí có nguy cơ chết, đặc biệt những cây bé. Còn những cây mà lộc già, những cây to, cao lớn thì nó lại khỏe mạnh hơn cây bé. Đây, mình vừa quay hai một cây lộc già, một cây lộc non. Thì một cây lộc đã quá già và lá bắt đầu nhú, nhí nhí khoảng độ nửa một vài ly. Thì những cây lộc như này này là lộc ban bánh tẻ này, hơi qua văn vàng này này, hoặc già hơn một chút là lộc u hồng là chúng ta khoanh là phù hợp. Già hơn một tí nhá, đây nó còn hơi vàng vàng đấy, già hơn một tí để mình xem cây nào. Đây, cái đây là cây tháng 3 đây, mình trồng để mình ghép đây. Đây nó già già này nhá, nó xanh chắc này. Bất cứ một loại vải gì là lứa lộc nào sao nó già 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 chắc là chúng ta khoanh là cái tỷ lệ nó phù hợp. Già quá thì chúng ta khoanh thì lại ít đẹp đẻ hoa nhưng ít quả. Thì cây này đang bật lộc, mình không xem có cành nào nhỉ, mình chăm sóc nó kém nên lộc nó hơi kém. Đây lộc hơi vàng này, thì u hồng cây to chúng ta khoanh nhau sang cây bé thì chúng ta chưa nên khoanh. Cây này lại ra lộc mất rồi, để mình tìm cái cây nào. Tao đã vừa nói lông cơm nhưng không rõ ràng, đây đều nhú rồi. Nó nhú lộc này chúng ta khoanh thì hay có quả, hay có hoa lắm, nhưng mà sau là tỷ lệ đậu quả đó kém, còn lộc lại hơi non. Cái tóm lại là chúng ta tìm cái cây nào mà nó đã già xanh nhưng mà nó chưa nhú lộc nhá. Cái vườn này mình chẳng thấy cây nào cả. Đây mình sang cây này, đây cây bên này nhá. Đây cây này chắc là khá phù hợp với cây mình vừa nói ý như vậy. Đây cây kiểu này này, nó vẫn hơi vàng vàng một tí nhưng già hơn tí nhá. Đấy, u hồng nó già hơn một tí là chúng ta khoanh. Bởi bây giờ nếu u hồng bây giờ mà chúng ta chưa nhú chúng ta làm thì nó có thể muộn, nên tỷ lệ ra hoa của nó sẽ kém hơn. Tuy nhiên thậm chí chúng ta sang tháng 9 âm lịch chúng ta cho u hồng chúng ta nhú vẫn có quả. Như mình chia sẻ một video, tháng 9 âm lịch mà chúng ta khoanh vải chúng ta cho nó nhú thì tỷ lệ ra kín tán, nó không được ra kín tán nhưng nó sẽ quả sai trùng cục, quả rất là đẹp nhưng mà nó mạo hiểm, mang tính chất 50-50. Cho nên bây giờ vải u hồng chúng ta mà chưa làm, chưa kích lọc, chưa gì
thì chúng ta dừng nhé, không làm nữa. Còn vải chúng ta đang lộc vàng, cái cây này chẳng hạn, lộc xuống cây này thôi rồi, quá ngon rồi. Hoặc thậm chí cả vàng này chúng ta thôi nhé, đừng có làm lộc nữa nhé, u hồng vậy nhé. Kể cả những cây này bữa thanh hà cũng muộn rồi nhé. Thanh hà bây giờ chúng ta phải tác động rồi. Thì tóm lại như này, bây giờ bất cứ một loại vải gì, nếu như là vải u hồng là chúng ta phải nhũ lọc rồi thì chúng ta mới cho ra lộc nữa. Còn vải thanh hà bây giờ lộc già chắc thì chúng ta phải làm khẩn trương. Ở mình đây cũng chúng ta làm nhanh thôi, bây giờ mình đang làm tiếp lộc nữa. Đấy. Còn lộc chúng ta đang vàng như này mà cây nhiều lộc thì thôi chúng ta không cho ra nữa nhé, thanh hà là chúng ta muộn rồi. Còn vải u hồng già lại vàng lại cũng không cho ra nữa. Còn vải thiều thế này chúng ta không cho ra nữa. Bây giờ vải thiều phải là già chắc, già thanh hà là già chắc này thì chúng ta còn cho ra. Còn dòng vàng này có lẽ chúng ta không nên cho ra, nhưng mình vẫn cho ra, mình kệ nó, bởi năm nay mình làm vải theo cách làm tự nhiên, nó cứ ra nào ra đến khoảng độ mùng 5 đến 15 tháng 12 dương lịch thì mình phun. À đây, cây này lục đẹp này, đấy, khoanh cây này vừa này là già chắc, nó chưa nhũ lộc nhưng không phải là non, thì khoanh cái này là tỷ lệ ra hoa đậu quả đẹp nhất. Đây cây bên này đấy, vải này nó không sai chùm cục, không thưa quả, dễ làm, dễ chăm. Có cái lộc già như mình vừa quay cây già kia, khoanh xong nó ra hoa đậu quả rất là ra hoa rất đẹp, nhưng sau này tỷ lệ đậu quả nó kém. Đấy, tóm lại như vậy nhá, thì nhiều bạn mới chia sẻ thời gian nào khoanh. Còn bây giờ chúng ta mà không căn thời gian được, chúng ta không làm vải theo lộc theo ý muốn như cây này chẳng hạn, vườn này chẳng hạn, thì bây giờ vải u hồng chúng ta là nếu chưa ra lộc thì khi nó già chắc thì mình khoanh thôi nhá, già chắc mình khoanh, mình đừng để nữa, già chắc mình khoanh. Thế bây giờ vải u hồng bây giờ thời gian ủ hoa của nó vào cuối giữa tháng 11 các bạn ạ, tức bây giờ là tháng 9, hơn một tháng nữa, mình cứ tính khoảng 15 tháng 11 nhá, tựa tháng rưỡi nữa thì vải u hồng chúng ta mới ủ hoa. Cho bây giờ chúng ta sợ nó ra lộc mà không kịp thì chúng ta khoanh, chỉ là khoanh giữ lộc thôi, cho nên khoảng giữa tháng 11 chúng ta phun ủ hoa thì phun thì thôi. Còn về kích hoa thì khi nào vải người ta nhú chúng ta mới kích. Đây vải u hồng. Còn vải thanh hà ở dưới mình trở xuống thì các bạn phải ra lộc rồi, hoặc là bạn đã phải làm rồi. Còn từ mình trở lên thì các bạn chưa làm được. Còn mình năm nay tận giờ mình làm chưa tiểu hết, cố sang chủ nhật ngày mai là phải làm bằng xong. Còn những vải thanh hà mà chúng ta đang lục non này chắc mình nghĩ là các bạn không làm nữa nhá, không làm lộc nữa rồi. Kể cả vải thiều như này chúng ta không làm nữa, chúng ta phải khoanh thôi. Còn lộc già chắc này chúng ta vẫn làm nhé. Đây vải già chắc từ dưới mình trở lên các bạn vẫn làm. Còn về đến thời gian mà nó ủ hoa, mình ví dụ như là vải u hồng đến khoảng 10 đến 20 tháng 11 thì chúng ta lộc gì chúng ta đều khoanh hết nhá. Những cây bé chúng ta chú ý khoanh, không may nó chết. Kể cả lộc non như này chúng ta cũng khoanh, khoanh nó vẫn có cơ hội ra hoa. Khoanh xong chúng ta phun MKP hoặc là HTC, HTC hoặc MKP. Còn vải thanh hà như mình đây, đến thời gian là mùng 10 đến 15 tháng 12 dương lịch cũng khoanh. Thì năm nay ưu điểm một cái là tháng dương và tháng âm nó chênh nhau khoảng một tháng. Ví dụ mình bảo cái vải thanh hà này chúng ta khoanh từ 10 đến 20 tháng 10, 11 dương lịch thì nó khoanh vào thời gian đầu tháng 10 nhé. Thì chúng ta mùng 5 đến mùng 10 tháng 10. Còn vải thanh hà này mình khoanh vào tầm độ mùng 5 đến 15 tháng 12 thì cũng khoanh vào thời gian là mùng đầu tháng 10. Một từ khoảng độ đầu tháng 10 đến mùng 10 tháng 10. Đấy, như thế. Còn vải thiều nếu như là mình khoanh là một thời gian là đông chí là 21 tháng 12 thì vải thiều chúng ta khoanh một thời gian là từ 15 mùng 10 đến 20 tháng 11, bởi vì là 18 tháng 11 là đông chí mà. Đấy. Còn vải mình năm nay riêng cái vườn này thì mình không tính nhá, mình không tính lọc đâu, mình cứ làm ngẫu nhiên. Bây giờ mình đang tỉa. Hôm nọ tỉa được đi tiêm COVID, phòng COVID về.
thì được vài cây, thì được ba hàng, tỉa một ly tí trời mưa đấy. Thì ngày mai chủ nhật tỉa xong. Và thời tiết chúng ta như sau, chúng ta đã qua cái đợt mưa rồi. Thì hôm nay trời bắt đầu nắng, ngày mai ngày kia vẫn hơi có chút râm râm. Từ thứ ba đến thứ sáu tuần sau là trời nắng ráo nhé, chúng ta phun thuốc sâu làm gì trong những ngày đấy cực kỳ tuyệt vời. Còn ngày mai mình tỉa xong mấy hôm nữa mình phun này, rất là rậm. Cảm ơn các bạn nhé, bởi vì mình phải làm cả ngày các bạn ạ. Trưa 11 rưỡi, hơn gần 12 giờ mới về đến nhà. Chiều thì 1 rưỡi phải dạy học rồi. 1 giờ kém 10, 1 giờ 15 phải ở trường rồi. Bây giờ đã là 1 giờ kém 5 rồi. Thế mình ra quay một chút về cái vải này mà nói về cái vấn đề làm khoanh vải. Thì mình chốt lại như sau. Nếu vải u hồng bây giờ chúng ta không ra lọc để đảm bảo chúng ta không làm lọc nữa, lọc già chúng ta khoanh. Nếu lọc già chúng ta khoanh thì tỷ lệ ra hoa rất là tốt nhưng đậu quả nó kém. Thứ hai, chúng ta khoanh vào cái lọc mà nó ban bánh tẻ, non bánh tẻ thành thục như này thì tỷ lệ ra hoa đậu quả tốt nhất. Còn lọc vàng, những cây nhỏ nhỏ bé chúng ta không khoanh không may là chết cây. Còn những cây to mà khoanh mà không sao thì những cây như này, chúng vàng như này chúng ta đều khoanh. Nếu đến thời gian mà khoảng 20 tháng 11, 15, 20 tháng 11 mà vải chúng ta bất cứ vải gì chúng ta đều phải khoanh. Và chúng ta khoanh xong phun HTC. Còn đối với vải Thanh Hà, các bạn ở dưới phải làm lọc rồi. Còn từ mình trở đi các bạn bây giờ phải đang làm, chuẩn bị làm lọc đi, nhà mình đang chuẩn bị làm. Còn Thanh Hà nhà mình thì mình cũng cố tính làm sao đến đầu tháng 12, từ khoảng mùng 5 đến 10 năm thì mình khoanh và phun HTC. Đấy, như thế. Vải thiều cũng vậy mà thôi. Vải thiều thang khoảng độ tháng mùng 5 đến 10 tháng 10 thì mình bắt đầu làm. Vậy làm xong vườn này mình về mình nghỉ ngơi làm cây cảnh một chút, chuyển sang làm vải Thanh Hà. À, vải vải thiều. Còn các bạn mà chăm sóc được thì tỉa tót, rắc phân, còn không chăm sóc được thì các bạn phun nước sâu thôi để ra lộc. Rồi mình có một công thức là bất cứ một loại vải gì trước khi ra hoa 45 50 ngày là chúng ta phải khoanh và không cho lộc ra nữa. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn ngủ ngon.